Hôm nay dịch Covid Việt Nam hoành hành nhiều quá rồi, sáng mai sớm mới có 6 giờ sáng mà có nhiều người lên online dữ hen. Mũi cắn quá. Chào quý vị và các bạn trên hai trang YouTube Ngọc Bích Movie Channel và Úc Bích trên trang Facebook nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi thu hoạch bầu nữa nè. Bữa hổm mình thu hoạch đợt rồi đó, bây giờ mình thu hoạch đợt nữa nè các bạn. Có ai muốn ăn bầu không? Có ai muốn có bầu không? Một nè. Tao ra đồng tao không le lưỡi mà mày đứng mày le lưỡi cái thằng kia. Cắt đi để chỗ này nó tròn tay ngủng nhẵn, lát nó giải cái miếng giang miếng gỗ. Mình trồng chơi mà ăn thiệt các bạn ơi, đã không? Giờ mình đi tiếp bên kia nha. Thu hoạch nha, thu hoạch vô ăn còn chưa hết nữa kia kìa, bây giờ thu hoạch tiếp nữa nè. Wow, mũi cắn quá nè. Bốn ngàn bữa hai đợt trước là ba trái là bảy bảy với đợt trước nữa là hai trái là chín. Wow, chín trái rồi nha mọi người. Bây giờ mình đem vô cái đã, muỗi cắn quá luôn, mưa đó muỗi nó cắn quá nè. Một giờ trái nào thu hoạch mình mới đếm nha, mình không đếm trước trái, mấy trái nhỏ nó hư đếm vậy thành ra nó ăn gian, mũi cắn quá nè. Khiếp, cắn kinh dị luôn, da trâu da bò da chó da heo gì. Mà nó rớt xuống cái nó dập uổng lắm á. Trái này bây giờ mưa mưa nắng nắng hầm quá, đứng một chút ngoài vậy mà đổ mồ hôi. Mũi cắn quá, đi đánh này kia cho nó đỡ ngứa. Vô cà phê ơi, cà phê vô phê. Dây bầu mình phải cắt bớt lá nữa thôi, nó nặng cái vàng chịu không có nổi, vàng của mình là vàng lắp ráp. Cà phê, cà phê vô ăn con ruồi nè, vô lẹ lên để ruồi vô nhà kìa. Con ruồi này nó chơi với mình nè, nó ngồi cục rồi. Mày đi móc đất rồi mày lên ghế tao mày ngồi ha. Mày ngồi chỗ của tao mày mới chịu được. Mày ngộ thiệt đó. Mày phải ngồi chỗ của tao. Mày hay á.
Mày chạy đi đâu? Thằng chó. Tôi quánh ông một cái là ông chết, bây giờ ông ghẹo tôi. Đi xách giác đít đi cho đã, về còn ghẹo tôi. Ghẹo gì? Thì ở ngoài đường. Thì tưởng đâu nãy giờ ở ngoài đường. Thất tiền gì vậy? Chưa. Tiền bỏ trong cái... Bỏ trong cái rổ đi. Rổ ngoài kia. À. Phê. Má. Mũi cắn quá nè, liếm cho má đỡ đau coi. Nè liếm đây nè con, liếm nè. Nè, mũi cắn ngồi gãi xong sầu, liếm, liếm đi. Liếm đi. Phê. Mũi cắn quá phê ơi, phê. Phê. Trời ơi nó cắn lột cọc cục rồi. Cái gì chưa vậy nữa? Chưa. Phê.